Xin được kính chào quý vị gia chủ đang theo dõi Phong thủy Gia Cát. Lời nói đầu tiên, xin gửi tới quý vị gia chủ lời kính chúc sức khỏe, tài lộc và bình an. Ngày hôm nay chúng tôi sẽ luận đoán tử vi chọn đời tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966 năm mạng. Những người tuổi này thường có chí tiến thủ, tính lực dồi dào, trí lực nhẹ bén, tuy nhiên đôi lúc gặp khó khăn, họ thường có tư tưởng đứng núi này, trông núi nọ. Với đặc điểm tính cách như vậy, chúng ta hãy cùng xem diễn biến cuộc đời của họ sẽ có diễn tiến ra sao qua những phân tích luận giải tử vi ngay sau đây của thầy Gia Cát. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Gia chủ năm mạng Bính Ngọ 1966 có cung mệnh thuộc cung Tốn, trực Mãn, mạng Thiên Hà Thủy, khắc Thiên Thượng Hỏa, con nhà Hắc Đế, sân con ngựa, tướng tinh con thường luồng, Phật Bà Quan Âm độ mạng. Chúng ta cùng chiêm nghiệm tử vi chọn đời năm mạng Bính Ngọ 1966 thông qua bài thơ sau. Đoán xem số mạng tuổi này, số cùng với mạng lắm lần gian nan, có lúc nguy hiểm chẳng an, tưởng đâu chết hụt chết oan đã rồi, duyên tình lỡ dở lôi thôi, trước thì sum họp sau rồi lại tan, anh em gia đạo bất hòa, đi xa thương nhớ về nhà chẳng yên, tiền vận vất vả lao đao, trở về hậu vận mới nhàn tấm thân. Tuổi này cũng có tánh linh, nghi đâu chúng đó nhiệt tình chẳng sai. Số này tướng mạng lớn thay, quyền hành chấp trưởng, lo thay cho người. Tổng quan, cuộc đời năm mạng Bính Ngọ bắt đầu ổn định từ trung vận, công việc được nhiều suôn sẻ thuận lợi. Những người tuổi này vất vả nhiều về gia đạo và con cháu, sang đến hậu vận mới được thảnh thơi hưởng phúc. Năm mạng Bính Ngọ có nhiều thay đổi về công danh sự nghiệp trong cuộc đời. Những người này hưởng thọ trung bình từ 73 đến 89 tuổi, nếu ăn ở hiền lương thật thà, tích nhiều phúc đức thì ắt được tăng niên tuổi thọ. Tình duyên, chuyện nhân duyên của năm mạng Bính Ngọ được chia ra làm 3 trường hợp sau. Những người sinh vào tháng 8, tháng 12 âm lịch có thể sẽ phải trải qua 3 lần thay đổi trong chuyện tình duyên mới đến được với bến bờ hạnh phúc. Những người sinh vào các tháng 1, 2, 3, 4, 5, 9 và 10 âm lịch, tình duyên sẽ phải thay đổi 2 lần. Những người sinh vào các tháng 6, 7 và 11 âm lịch sẽ không phải trải qua lần nào thay đổi trong chuyện tình duyên mà sẽ sống hạnh phúc cùng ý chung nhân duy nhất của mình đến cuối đời. Gia đạo công danh. Về phần gia đạo, năm mạng Bính Ngọ cần phải bình tĩnh, khéo léo ứng xử, dĩ hòa vi quý với những thành viên trong gia đình. Công danh gây dựng được từ tiền vận đến hậu vận sẽ càng rạng rỡ, sự nghiệp vững chãi, tài vận dồi dào, từ trung vận trở đi không bao giờ phải lo lắng bị tan vỡ. Tuổi hợp làm ăn, năm mạng Bính Ngọ nên lựa chọn các tuổi hợp về đường tài lộc như Bính Ngọ, Tân Hợi, Ất Mão để cùng hợp làm ăn. Công việc sẽ vô cùng suôn sẻ thuận lợi, hùn hạp làm ăn sẽ có được thành công, thu về nhiều tiền tài. Ngoài ra có thể đeo thêm vòng tam hợp quý thần, dần ngọ tốt để chiêu đón quý nhân, tương hỗ cho vận trình của mình, giúp tăng cường tài lộc và có được những mối quan hệ chất lượng trong cuộc sống. Vòng được thiết kế từ gỗ huyết long, loại gỗ quý hiếm trong phong thủy mà ánh sáng có thể xuyên qua được, kết hợp với 3 viên mã não màu đỏ, có khắc hình 3 linh vật, dần ngọ tốt, mang năng lượng hội tụ, hộ thân, trợ lực, hiệu quả cho thân chủ. Cũng giống như hầu hết những vật phẩm phong thủy khác, vòng tam hợp huyết long dần ngọ tuất cũng cần phải được hướng dẫn khai quang chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng, theo tuổi để có thể phát huy được công năng tối đa tương hỗ cho từng gia chủ một cách tối đa. Lựa chọn vợ chồng. Muốn vợ chồng sống hạnh phúc trong nhung lụa giàu sang, công danh tiền tài rộng mở thì năm mạng Bính Ngọ nên lựa chọn các tuổi hợp cả về đường tài lộc và công danh, đó là Bính Ngọ, Tân Hợi, Nhâm Tý, Ất Mão và Ất Tỵ để tiến tới hôn nhân. Vợ chồng hòa thuận êm ấm nhưng tiền bạc chỉ vừa đủ ăn tiêu khi năm mạng Bính Ngọ kết duyên với các tuổi chỉ hợp về đường tình duyên, đó là Mậu Thân và Giáp Dần. Nếu kết duyên với Canh Tuất, Giáp Thìn, Bính Thìn, cuộc sống hôn nhân của năm mạng Bính Ngọ sẽ gặp rất nhiều khó khăn rắc rối. Nguyên nhân là vì những tuổi này không hợp với bạn cả về đường tình duyên lẫn tài lộc. Năm mạng Bính Ngọ không nên thành lập gia thất vào những năm xung khắc trong chuyện tình duyên, đó là vào các năm tuổi 18, 19, 21, 27, 33 và 39 tuổi. Những người sinh năm 1966 năm mạng, sinh vào các tháng 1, 2, 4, 8 và 9 âm lịch thường có số đa thê hoặc phải gặp nhiều khó khăn trong chuyện hôn nhân. Tuổi đại kỵ. Bạn không nên kết duyên hay hợp tác làm ăn với những người tuổi này, cả công việc gặp nhiều khó khăn trở ngại dẫn tới thua lỗ, tình duyên giang dở, không được như ý muốn. Đó là các tuổi Đinh Mùi, Kỷ Dậu, Quý Sửu, Kỷ Mùi, Tân Dậu và Tân Sửu.
Nếu chót lỡ yêu thương mới biết phạm tuổi đại kỵ mà vẫn muốn tiến tới hôn nhân thì không được tổ chức cưới hỏi linh đình rầm rộ, chỉ được làm mâm cơm cúng gia tộc tổ tiên để chứng giám sẽ có cơ may chung sống đến trọn đời. Nếu tuổi đại kỵ là người thân trong gia đình thì nên thành tâm làm lễ cúng sao dài hạn cho mỗi người sẽ giảm bớt xung kỵ, tránh được tai ương mỗi năm. Quan trọng nhất vẫn là ăn ở hiền lành, làm nhiều việc thiện, tích phúc, tích đức thì mọi tai họa sẽ được hóa giải. Năm khó khăn nhất. Những năm đại kỵ nhất của nam mạng Bính Ngọ là 30, 33 và 47 tuổi. Vào những năm này, bạn cần phải hết sức thận trọng trong mọi việc vì sẽ có rất nhiều khó khăn trở ngại xảy đến, công việc không được suôn sẻ, thuận lợi. Chuyện tình cảm và gia đạo có nhiều mâu thuẫn xích mích, công danh sự nghiệp và tài vận không được như mong muốn. Bạn cũng cần chú ý hơn đến sức khỏe của bản thân, đề phòng đau ốm, bệnh tật, những dự định lớn, những việc quan trọng nên để những năm này qua đi rồi hãng thực hiện sẽ thu về nhiều thành quả. Để vận trình cuộc sống luôn được suôn sẻ, hanh thông, giảm thiểu xui xẻo, vận xấu đến từ các năm đại kỵ, bản mệnh, hãy đem theo pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh bên mình. Vật phẩm được chế tác từ bạc S999 là chất liệu được sử dụng nhiều trong phong thủy để kỵ tà, cùng với đó là những ý nghĩa khác nhau trong lối thiết kế được các bậc thầy phong thủy lồng ghép vào. Mặt ngoài cùng chính là tám pháp bảo của Đức Phật là vật phẩm cúng dường khi Ngài giáng thế. Bát bảo chính là biểu tượng của may mắn, bình an và tài lộc. Bên trong là ngũ bộ thần chú được khắc trên cánh hoa sen, biểu tượng của sự thanh tịnh, tịnh hóa nghiệp lực, mang lại phước khí cho gia chủ. Mặt sau có khắc chú Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Theo truyền thuyết, khi Đường Tăng đi Tây Thiên Thỉnh Kinh, được Phật Bà Quan Thế Âm Bồ Tát trao tặng, có Bát Nhã Tâm Kinh bên cạnh, mọi việc hanh thông, giúp Đường Tăng bình an vượt qua mọi thử thách để đến được với Tây Thiên Thỉnh Kinh. Bên trên và vòng trong cùng chính là biểu tượng hoa sen, nơi tọa thiền của các chư Phật nhằm thể hiện sự thanh cao, tập trung trong công việc. Đặc biệt để phát huy công năng tối đa tốt nhất, Bát Nhã Tâm Kinh trước khi đến tay của gia chủ đều được bao sái tẩy uế, khai quang, nạp chú, chỉ lực, xem ngày giờ đẹp sử dụng cho từng tuổi riêng biệt. Các công việc này đều được tiến hành bởi các bậc thầy phong thủy nổi tiếng và kiểm nghiệm cẩn thận. Vậy nên có thể nói, đây chính là vật phẩm cá nhân giúp hộ thân trợ mệnh, mang lại bình an, may mắn, cực kỳ hiệu nghiệm cho thân chủ. Ngày giờ xuất hành tốt nhất. Thời điểm hoàng đạo cho nam mạng Bính Ngọ xuất hành chính là giờ chẵn, ngày chẵn và tháng lẻ. Nếu xuất hành vào thời điểm này, mọi chuyện sẽ vô cùng suôn sẻ, thuận lợi, gặp nhiều may mắn, đạt được thành công, thu về nhiều tài lộc, vạn sự như ý, đại cát, đại lợi. Diễn biến từng năm, từ năm 20 tuổi đến năm 25 tuổi. Trong năm 20 tuổi, nam mạng Bính Ngọ sẽ phải đấu tranh tư tưởng rất lớn trong việc lựa chọn những ngã rẽ cho cuộc đời. Năm 21 và 22 tuổi, bạn sẽ phải trải qua nhiều biến động, có nhiều mất mát nhỏ về tiền bạc, tài chính khó khăn, nhiều chuyện bực mình xảy đến. Năm 23 và 24 tuổi là hai năm xung khắc với tuổi của bạn, phải hết sức thận trọng trong mọi việc nên nhẫn nhịn chờ thời gian đi qua. Năm 25 tuổi, cuộc đời có nhiều khởi sắc, tiền bạc dồi dào, càng làm ăn ở xa càng có được nhiều thắng lợi. Từ năm 26 tuổi đến năm 30 tuổi, có chút lộc về đường tiền tài vào năm 26 tuổi. Trong năm 27 và 28 tuổi, bạn chỉ có thể phát triển được công danh sự nghiệp. Phải biết kiềm chế nhẫn nại trong mọi việc. Đến năm 29 tuổi và năm 30 tuổi, tiền tài chảy vào như nước, cuộc sống đủ đầy, sung túc nhưng cần chú ý đến giao thương tài chính. Từ năm 31 tuổi đến năm 35 tuổi, vào năm 31 tuổi, công việc hưng thịnh, tài lộc dồi dào. Năm 32 tuổi có nhiều hay đẹp, có chút không tốt vào năm 33 tuổi, sang năm 34 tuổi và 35 tuổi có nhiều triển vọng để gây dựng sự nghiệp và cuộc sống. Từ năm 36 tuổi đến năm 40 tuổi, giao thương tài chính xuất hành đi làm ăn xa và khung giờ hoàng đạo ở trên sẽ thu được nhiều thành quả hơn mọi sự mong đợi. Công việc làm ăn suôn sẻ, may mắn, mang về nhiều tài lộc để góp phần đưa cuộc sống lên tới đỉnh cao. Từ năm 41 tuổi đến năm 45 tuổi, năm 41 tuổi mọi chuyện đều ổn, năm 42 tuổi giao thương hay mở rộng kinh doanh sẽ mang lại nhiều tài lộc. Có hạn vào tháng 9 của năm 43 tuổi, các tháng còn lại bình thường. Đến năm 44 tuổi và năm 45 tuổi, tài lộc dồi dào, mọi chuyện đều được tốt. Từ năm 46 tuổi đến năm 50 tuổi, vận may song hành cùng nam mạng Bính Ngọ trong suốt 4 năm 46 tuổi. Sang năm 47 tuổi và 48 tuổi, mọi chuyện đều vững vàng. Đến năm 49 tuổi và 50 tuổi, nhiều triển vọng tươi sáng cho cuộc sống.
từ năm 51 tuổi đến năm 55 tuổi có nhiều chuyện vui trong cuộc sống và cuộc sống vào năm 51 tuổi. Từ năm 52 tuổi, sự nghiệp và công việc được thành công, mỹ mãn. Năm 54 và 55 tuổi vẫn may mỉm cười với năm mạng Bính Ngọ cả trong công việc và cuộc sống. Từ năm 56 tuổi đến năm 60 tuổi, thảnh thơi tận hưởng cuộc sống vào những năm này, công danh sự nghiệp tài lộc của con cái đều được thành đạt. Đây là các năm viên mãn trong cuộc đời của bạn. Thưa quý vị, mọi luận giải tử vi chọn đời tuổi 1966 năm mạng trên đây đều được xây dựng từ đội ngũ chuyên gia tử vi phong thủy hàng đầu của Phong Thủy Gia Cát, đảm bảo cung cấp thông tin chi tiết, chính xác, hữu ích và có thể hỗ trợ giúp cho quý vị gia chủ chủ động trước những thuận lợi hay khó khăn trở ngại trong cuộc sống của mình. Tuy nhiên, quan trọng nhất vẫn là sự tu dưỡng và hành thiện của mỗi người, bản mệnh mới có thể đem lại may mắn, bình an, tài lộc, vẹn tròn cho cả đời. Cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong những số phát sóng tiếp theo của chương trình Phong Thủy Gia Cát về tử vi chọn đời các tuổi.